Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Anh Âm Thanh. Ngày hôm nay thì vui vui buồn buồn, em xin giới thiệu cũng như là thanh lý luôn cho anh em chiếc vang số GRF K960. Cái dòng này thì anh em nào đã chơi qua những con vang như là con BDK588 hoặc con OVS thì chúng ta không xa lạ gì. Bởi vì là cái tiếng con này nó rất là mượt, giá thành bình dân, và em sẽ công khai giá bán ngay tức thì, và cũng như là để thử cái hiệu ứng để mọi người cùng nghe. Sau đó chúng ta đánh giá và đưa ra sự lựa chọn phù hợp nhất cho những cái dịp cuối năm thế này. Thì trước mắt là em sẽ làm tí nhạc. Cái nhạc này là ok phải không em ơi? Đúng rồi. Nhạc này chắc là YouTube không cấm. Bật tí nhạc. Đánh với loa full 25. Không lên à? Cho tí nhạc. À, đang music bằng. Đưa lên. Đồng ruộng mênh mông nước, đêm đêm lòng đường ngăn bước thù, áo nhà bình thường linh linh thương quê, vì đời mà đi. Gió linh đón thay giặc về làm phân xanh, đang máu tươi đồng tháp vắng bóng hồng tôi yêu ai. Rồi ok, nhạc thì test sơ sơ thôi, con này nhạc rất là hay. Thì tổng quan qua thì nó là mặt phay nhôm đen rất là đẹp, rất là nhá, các phím mềm màu trắng để chúng ta hiệu chỉnh con này chính tay full chức năng. Đó, ba cái chiếc áp này thì một cái chiếc áp nó là chiếc áp tổng của Effect, và chúng ta cũng sẽ làm cái con này làm con chó giống như X5 hoặc X6 để chúng ta có thể là hiệu chỉnh nó thay đổi những cái tham số khi chúng ta cần thay đổi trong cái giải mic hoặc giải echo hoặc là tham số của nhạc ở trong cái màn hình hiển thị đấy nhá. Đây là volume của mic và volume của music. Những cái volume này, tất cả volume này là volume vô cực, ở trong là volume có bi, nó quay trượt cái này nó rất là bền và gần như là không bao giờ có hiện tượng xò xẹt nhá. Rồi, với con vang này thì hiện tại bây giờ thì em sẽ test cái tiếng effect cho mọi người cùng nghe. Đang bật sẵn mic đây. Con này chống hú rất là tốt và ba cấp độ chống hú và chống hú rất là tốt nhá. 1 2 6 7 Anh sẽ đi làm thư tình nhà. Anh sẽ không phải tìm hình lâu đài. 2 1 Nói chung con này thì tiếng nó rất là mượt, tiếng nó rất là mượt các bác nhá. Và em cũng xin công khai giá bán cho mọi người vào cái dịp gần Tết như thế này. Giá bán công khai 950.000 cho bác nào gọi điện trực tiếp nhá. Nhanh tay nhanh tay, 950.000, chỉ 950.000 một con vang số rất là hay, rất là đẹp, siêu bền. Và phải nói rằng là tiếng rất là ngọt. Rồi ok, anh em quan tâm vui lòng liên hệ với Hoàng Anh Âm Thanh theo số điện thoại 0908 913171 hoặc 0904 76 78 35. Hoàng Anh Audio xin kính chào các bác.